chào quý vị và các bạn. Nguyễn Cường rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Trạng Cờ Đất Việt năm 2015, khuôn khổ vòng loại ở khu vực miền Trung. Và bây giờ chúng ta đang có mặt ở resort Nam An của thành phố Đà Nẵng. Hôm nay chúng ta sẽ cùng chứng kiến trận so tài giữa hai kỳ thủ, một kỳ thủ đến từ thành phố Huế và một kỳ thủ đến từ tỉnh Quảng Bình. Người đứng ngay bên cạnh Cường, kỳ thủ sẽ đi tiên trong trận đấu ngày hôm nay là Nguyễn Khánh Minh. Anh đến từ câu lạc bộ Kỳ Hữu Quảng Bình, từng thi đấu cho giải A1, giải quốc gia, đã có một số huy chương vàng của giải cờ tướng tỉnh Quảng Bình trong khoảng những năm 2007 đến năm 2010. Người sẽ giao đấu cùng với anh Khánh Minh ngày hôm nay là kỳ thủ Nguyễn Khoa Huy. Nguyễn Khoa Huy thì đến từ Huế và đã từng tham gia giải A2 toàn quốc. Hai anh chưa gặp nhau một lần nào cho đến trước trận đấu này và lối chơi của họ cũng khá là linh hoạt. Chính vì vậy mà tôi nghĩ rằng đây là một cuộc so tài rất đáng được đón xem. Thông thường thì trong một trận cờ của những đấu thủ mà chưa từng gặp nhau trước đấy, cũng chưa từng hiểu nhau, thì các anh sẽ lựa chọn những lối chơi như thế nào, anh Khánh Minh? Theo bản thân em thì em lựa chọn lối chơi thì vào sở trường của em. Dạ. Dạ. Sở trường của Khánh Minh là gì? Dạ, em thường sử dụng pháo đầu. Vâng. Dạ. Thế còn Huy thì sao? Dạ. Khi mà chúng ta chưa từng gặp nhau bao giờ, chưa biết lực cờ của nhau. Dạ, em sẽ chọn những cuộc tương đối bình ổn. Chắc chắn. Dạ. Vâng. Đánh chắc chắn để có thể vượt thăm dò và tạo hình thế cờ tốt nhất cho mình. Vâng. Xin chúc cho cả hai bạn sẽ có một tâm thế tốt trong trận cờ ngày hôm nay để có thể cống hiến cho quý vị khán giả những nước cờ ngoạn mục. Còn quý vị hãy nhớ đón xem Trạng Cờ Đất Việt 2015 trên Today TV, VTC3, Sông Mã Ca và Thăng Long Kỳ Đạo. Khóa Việt Tiệp được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại, là sản phẩm cao cấp chống dò chìa và khoan phá, chất lượng an toàn tuyệt đối. Ê! Chúng tôi lo lắng không biết chuyện gì xảy ra. Khóa Việt Tiệp, niềm tin của mọi nhà. Trong trận đấu này, kỳ thủ Nguyễn Khánh Minh mặc áo đỏ và được cầm quân đỏ đi trước, kỳ thủ Nguyễn Khoa Huy mặc áo xanh và cầm quân xanh đi sau. Trận đấu được tài trợ chính của công ty cổ phần Khóa Việt Tiệp và các nhà tài trợ: công ty trách nhiệm hạn Eni France Việt Nam, công ty Carotech, khách sạn The Ritz Hotel Ninh Bình và khách sạn Nam An, thành phố Đà Nẵng. Trận đấu bắt đầu. Cabin bình luận chuyên môn hôm nay như mọi khi được phụ trách bởi tôi, Phạm Thanh Trung, admin diễn đàn Thăng Long Kỳ Đạo.com và anh Vũ Hữu Cường, kiện tướng quốc gia, huấn luyện viên kiêm vận động viên của đội tuyển cờ tướng Hà Nội. Xin chào anh Vũ Hữu Cường. Xin chào anh Trung, xin chào quý vị khán giả. Trung pháo đôi binh phong mã, binh 7 và anh Nguyễn Khánh Minh chưa vội xuất xe. Thông thường là pháo 2 bình 5, mã 2 tấn 3 rồi xe 1 bình 2. Tuy nhiên trong ván đấu này thì nhiều khả năng anh Minh sẽ đi xe hoành. Vậy là sau một hồi suy nghĩ là bên đi hậu quyết định đi chọn phương án mã 7 tấn 8. Người cầm con bên đỏ là danh thủ Nguyễn Khánh Minh đến từ Quảng Bình. Anh Nguyễn Khánh Minh là cái tên quen thuộc với quý kỳ hữu toàn quốc, những người hâm mộ cờ toàn quốc. Anh Nguyễn Khánh Minh đã từng tham dự thi đấu tại các giải đấu quốc gia trong màu áo đội tuyển Quảng Bình và đạt những thành tích rất là tốt. Còn người cầm quân bên xanh là anh Nguyễn Khoa Huy đến từ thành phố Huế. Anh Nguyễn Khoa Huy cũng là một cái nick quen thuộc trên diễn đàn Thăng Long Kỳ Đạo và có nhiều đóng góp cho các hoạt động của diễn đàn. Anh Nguyễn Khoa Huy được đánh giá là một trong những kỳ thủ mạnh nhất của thành phố Huế thời điểm hiện tại. Và cái việc mà lọt vào đến trận này đã chứng minh cho điều đó. Một trận derby miền Trung giữa Huế và Quảng Bình rất là hấp dẫn. Sau khi là bên đi tiên đi mã 7 tấn 6 thì bên đỏ sẽ lên con tượng để củng cố trung lộ. Nhưng theo quan điểm của tôi là có thể đi tượng 3 tấn 5 thì hay hơn. Thì có thể hoành con xe 9 và con xe 1 có thể nước sau lên sĩ rồi đi xe 1 bình 4. Đề xuất của anh Cường là nên đi tượng 3 tấn 5 và mở đường cho sĩ 4 tấn 5, sau đó xe 1 có thể bình 4 thì sẽ hạn chế cái đường mã 7 tấn 6 và có thể là ra xe nhanh hơn. Tuy nhiên anh Nguyễn Khoa Huy lựa chọn phương án là tượng 7 tấn 5 thì cũng có ý đồ của anh. Bên đỏ vừa đi xe 9 tấn 1. Chưa vội ăn vào tốt đầu, bây giờ đỏ có thể đi mã 6 tấn 5 ăn tốt đầu sau đó bật quật pháo qua. Rồi có thể hoành xe. Tuy nhiên là trong cái hình cờ này thì nhận thấy là bên xanh về cơ bản là chưa có phương án để giữ tốt đầu, thì bên đỏ quyết định tập trung thêm cây mạnh để có thể là phối hợp tấn công. Còn một cái hướng đi rất hết sức hợp lý ở trong phần khai cuộc của anh Nguyễn Khánh Minh. Anh Nguyễn Khánh Minh và anh Nguyễn Việt Nam là hai kỳ thủ đã có mặt trên ghế nóng của Trạng Cờ Đất Việt ở khu vực miền Trung. Hai anh cũng là hai kỳ thủ nổi tiếng nhất của làng cờ tướng Quảng Bình. Bên cạnh anh Phan Trung Ánh. Anh Phan Trung Ánh thì giải này đã không có mặt. Các cái giải vô địch cờ tướng Quảng Bình thì thông thường anh Việt Nam và anh Khánh Minh thì thường chia nhau với suất dẫn đầu, cái vị trí dẫn đầu. Xanh đi xe 1 tấn 1. Đến bây giờ tôi nghĩ có thể mã 6 tấn 5 được rồi. Sau đó nếu mà quật pháo 5 lên thì taxi thì xe 1 sẽ khó triển khai sang bên này, thì bên đỏ có thể đi xe 9 bình 6 để cướp cái lộ đấy, thì một cái hướng đánh mà tôi nghĩ là sẽ có ưu thế. Các bạn đang xem các trận đấu trong khuôn khổ giải đấu Trạng Cờ Đất Việt năm 2015. Giải đấu được tài trợ chính của công ty cổ phần Khóa Việt Tiệp, các nhà tài trợ công ty trách nhiệm hữu hạn Eni France Việt Nam, công ty Carotech, khách sạn The Ritz Hotel Ninh Bình và khách sạn Nam An thành phố Đà Nẵng. Các trận đấu của Trạng Cờ Đất Việt sẽ được phát sóng trên Today TV lúc 15 giờ thứ Bảy và Chủ nhật, 14 giờ thứ Hai hàng tuần, trên VTC3 lúc 15 giờ ngày thứ Ba, Tư, Năm, Sáu hàng tuần. Ngoài ra các trận đấu còn được phát lại trên kênh YouTube của Sông Mã Ca và diễn đàn Thăng Long Kỳ Đạo. Kính mời quý vị khán giả đón xem. Mã 6 tấn 5 đúng như dự đoán của chúng tôi. Kỳ thủ Nguyễn Khánh Minh theo tôi theo dõi thì anh là một trong những kỳ thủ có khả năng chơi từ khai đến chung rất là hay. Tuy nhiên là về vấn đề tàn cuộc thì qua các ván đấu vừa rồi tôi theo dõi vài năm nay thì thông thường là anh có ưu thế rất lớn và thường là để cái tàn cuộc hòa trước những kỳ thủ lão luyện của quốc gia. Thì tôi nghĩ là điểm yếu của anh Nguyễn Khánh Minh, bên cạnh rất nhiều điểm mạnh, thì điểm yếu nhất của anh Nguyễn Khánh Minh là cái khâu dứt điểm trong tàn cuộc. Nhận thấy là nếu đi mã 3 tấn 5 thì sẽ bị tắc xe, cho nên Nguyễn Khoa Huy quyết định đi xe 1 bình 7. Thời gian gần đây thì phong trào phát triển của câu lạc bộ cờ tướng Quảng Bình rất là tốt. Cũng nhờ cái sự giúp đỡ của những cái nhà hảo tâm, đặc biệt là anh Thái đến từ Biên Hòa. Thì hàng năm thì danh thủ Tôn Nhật Tân của Đà Nẵng đều có mặt tại Quảng Bình để có thể là chỉ bảo những cái nước cờ hay mang cái tính những cái nước cờ hay để cho cái trình độ của câu lạc bộ cờ tướng Quảng Bình được nâng cao. Thì đây cũng chính là lý do mà thời gian gần đây Nguyễn Khánh Minh, Nguyễn Việt Nam hay rất nhiều kỳ thủ Quảng Bình có cái trình độ rất là cao. Thì đây là một cái phương án xã hội thể thao thực sự, sự ủng hộ các nhà tài trợ đã đem lại cái sự phát triển cho cờ tướng Quảng Bình. Tuy nhiên Quảng Bình một điểm yếu là theo tôi đánh giá là hình như Sở Thể dục Thể thao Quảng Bình không quan tâm nhiều đến cờ tướng, trong cái nền tảng trình độ của phong trào Quảng Bình rất là tốt. Do vậy mà các kỳ thủ ở Quảng Bình thì hình như là không có được cái lương cố định, cho nên là dù ở trình độ cao đến đâu thì anh Nguyễn Việt Nam hay anh Nguyễn Khánh Minh đều chỉ là những kỳ thủ nghiệp dư mà thôi. Bởi kỳ thủ chuyên nghiệp thì ngoài việc thi đấu tốt, người ta phải có thể sống được bằng đồng lương của mình. Qua Trạng Cờ Đất Việt thì tôi rất hy vọng là trong thời gian tới, bộ môn cờ tướng của Sở Thể dục Thể thao Quảng Bình sẽ quan tâm hơn đến những kỳ hữu, đặc biệt là anh Nguyễn Việt Nam, anh Nguyễn Khánh Minh, anh Phan Trung Ánh và rất nhiều kỳ thủ mạnh khác, để có thể đưa được đẳng cấp của cờ tướng Quảng Bình lên một tầm cao mới. Vậy như vậy là bên đỏ đã thực hiện bằng cách đi xe một bình hai, là bằng cách là thoái con mã về hà, bắt mã 8 của đối phương, buộc mã 8 đối phương trả ăn đúng tốt và ra xe một bình hai. Cũng là một cách khá hay mà đồng thời là khi mà xe ra đã lợi tiên bắt pháo ngay. Trải qua 2 ngày thi đấu ở vòng loại thì anh Nguyễn Khánh Minh cùng anh Nguyễn Khoa Huy đã phải trải qua một chặng đường khá là dài, có mặt tại thành phố Đà Nẵng. Và sau khi lọt được vào vòng chung kết của Trạng Cờ Đất Việt thì hai anh đã quyết định ở lại để có thể tiếp tục tham gia tranh đoạt vinh quang của các kỳ thủ. Cái điều này thì thực sự ra là một cái sự khắc phục khó khăn rất lớn của đoàn cờ tướng Quảng Bình cũng như là anh cá nhân anh Nguyễn Khoa Huy, bởi vì ăn ở tại Đà Nẵng thì mặc dù là Đà Nẵng là một cái thành phố mà rất là đáng sống, chi tiêu thì không lớn so với các thành phố khác, tuy nhiên là so với cả kinh tế và cái việc mà các anh phải bỏ ra, thì kinh tế bỏ ra để theo đuổi đam mê thì thật là hết sức là đáng kính trọng. Và thay mặt ban tổ chức, tôi xin được gửi lời trân trọng cảm ơn đến hai anh. Như các bạn đã biết thì chỉ có các vị trí 1, 2, 3, 4 của vòng chung kết các khu vực thì mới có cái giải thưởng bằng tiền mặt. Còn lại thì các kỳ thủ của chúng ta khi lên sóng thì vẫn phải huy động cái khả năng kinh tế của mình. Và đây là một trong những cái mà ban tổ chức cảm thấy là chưa làm tròn được nhiệm vụ với các kỳ thủ. Và hy vọng rằng sang năm 2016 với tiếng vang của Trạng Cờ Đất Việt, với sự ủng hộ của các nhà tài trợ, chúng tôi sẽ có những cái khả năng kinh tế tốt hơn để có thể hỗ trợ kinh tế đến anh em khi mà tham gia các cái trận đấu. Pháo 86. Vòng chung kết toàn quốc của Trạng Cờ Đất Việt được dự tính sẽ diễn ra trong khoảng trung tuần tháng 1 dương lịch năm 2016, và địa điểm mà chúng tôi lựa chọn nhiều khả năng sẽ là thành phố Ninh Bình, cái nơi mà đã thời gian gần đây là điểm sáng phong trào khi đã tổ chức rất thành công giải cờ tướng Ninh Bình mở rộng năm 2015 và giải ngôi sao quốc tế năm 2015. Giải đấu đã quy tụ 15 danh thủ hàng đầu của cờ tướng Việt Nam cũng như là 5 kỳ thủ nước ngoài đến từ Singapore, Malaysia và Trung Quốc. Danh sách hai vị khách mời của các nhà tài trợ để cùng với 6 kỳ thủ hàng đầu, 2 kỳ thủ của 3 miền là 6 và 2 kỳ thủ khách mời sẽ được chúng tôi thông báo sau. Bởi vì là do cuối năm cho nên là cái việc của các kỳ thủ cũng rất là bận rộn, cho nên là một số kỳ thủ chúng tôi ưu tiên thì đang có cái sự cân nhắc nhất định. Vâng, vừa rồi xe 2 tấn 6 vào top 7 tấn 1, đúng như cái dự đoán của chúng tôi. Mã 4 tấn 6. Nước tiếp sau đe dọa là pháo 2, xe 2 bình 7. Dọa bắt cây. Bây giờ nếu như mà đỏ xanh đi xe 7 tấn 3 thì sẽ là xe 9 bình 6 giữ mã. Anh Cường chắc chắn là đã gặp anh Nguyễn Khánh Minh ở giải quốc gia rồi đúng không ạ? Và xin anh cho đánh giá về cái trình độ của anh Nguyễn Khánh Minh. Anh Nguyễn Khánh Minh thì là tôi cũng có quen anh Nguyễn Khánh Minh qua, anh Nguyễn Khánh Minh cũng đã từng ra Hà Nội thi đấu và đánh cờ, và tôi cũng đã từng biết anh Nguyễn Khánh Minh qua những người bạn của tôi, và tôi cũng nhận thấy rằng là cái lưới cờ của anh Nguyễn Khánh Minh là dần dần tiến bộ rất nhanh, và từ cái tiến bộ đấy, như duy nhất có một điều là cái khai cuộc của anh Nguyễn Khánh Minh thì vẫn còn chưa được chuẩn lắm, thì trong khi đó cho nên là khi thi đấu chuyên nghiệp là rất dễ bị mắc khai cuộc. Cái mục đích của nước cờ mà bên đen đi nước pháo 2 tấn 4 ấy là có thể là để chống cái nước cờ xe 2 bình 7. Nếu như xe 2 bình 7 xong mà có thể là mã 6 tấn 7 ăn mã thì bên đen có thể đi pháo 2 bình 3 bắt xe xong rồi ăn lại ngựa. Đó, nước cờ cũng khá là hay, chưa kể là có thể phục là mã 7 tấn 5 sau đó thì đi tốt 7 tấn 1 thì đe dọa cái cánh mã của bên đỏ. Sai bình 4 đè đầu pháo trước. Xe 9 tấn 2. Mỗi bên thì như các bạn nhận thấy là đều có điểm mạnh riêng của mình. Cái cánh trái của bên xanh với sự hỗ trợ của xe 7 và tốt sang sông, còn bên đỏ thì hiện thời mã đang có thể ăn mã đối phương ở bất kể lúc nào. Pháo 5 bình 7. Ý đồ rõ ràng không cho mã 7 tấn 5 ăn pháo. Sau đó lên tượng củng cố trung lộ. Theo dự tính của ban tổ chức, tôi xin nhắc lại một lần nữa, vào khoảng ngày 17-18 tháng 1 thì chúng tôi sẽ tổ chức vòng chung kết tại thành phố Ninh Bình, tại khách sạn The Ritz Hotel, cũng là một cái địa điểm mà giám đốc của The Ritz Hotel cũng như là toàn thể cán bộ công nhân viên khách sạn đã luôn luôn mong muốn là hỗ trợ sự phát triển của phong trào cờ tướng toàn quốc cũng như là tỉnh Ninh Bình, qua cái việc mà tổ chức rất thành công giải Ninh Bình Open năm 2015 và giải Ngôi sao quốc tế năm 2015. Cũng xin được thông báo tin vui đến quý vị khán giả thì qua thành công về truyền thông, thành công về chuyên môn của Trạng Cờ Đất Việt năm 2015 thì thời gian gần đây tôi đã nhận được sự cam kết của một số doanh nghiệp đảm bảo là sẽ hỗ trợ tài chính cho Trạng Cờ Đất Việt năm 2016. Và như vậy thì cái mối lo lớn nhất của chúng ta về vấn đề tài chính đã được giải tỏa. Và đây là một cái sự tưởng thưởng xứng đáng cho sự nỗ lực của ban tổ chức, sự nỗ lực của các kỳ thủ cũng như là sự ủng hộ của quý vị khán giả toàn quốc. Và hy vọng rằng ngay sau khi kết thúc của Trạng Cờ Đất Việt 2015 thì các vòng loại của Trạng Cờ Đất Việt năm 2016 sẽ sớm được khởi tranh trên toàn quốc. Đây là một thông tin rất vui tôi xin được chia sẻ đến anh Cường, là vừa là một kỳ thủ, vừa là một người yêu cờ, người xây dựng phong trào, và xin được gửi đến quý vị khán giả. Vậy là như các bạn thấy là sau khi bên đỏ đưa pháo đầu qua để tránh nước mã sát pháo đầu để đưa tốt 7 xuống tấn công ngựa thì là bên đen đã cảm giác là có vẻ yếu đi rất nhiều. Pháo 7 tấn 4. Vừa rồi thì như chúng tôi phân tích thì mã 7 thì không tấn 5 sát pháo đầu ngay và lập tức đã bị pháo đầu chuyển qua 7 để quật lên ăn hơn tốt. Thì cái nước đi chính xác nhất là phải ăn pháo đầu thì rất là sớm cho nó đi tốt 7 tấn 1. Như vậy thì tôi nghĩ là bên đỏ cũng phải xử lý hết sức khéo léo, nếu mà không sẽ cực kỳ nguy hiểm. Và đến thời điểm này thì nói thật sự là bước vào giai đoạn chung cuộc thì bên đỏ đã có một cái hình cờ có thể nói là công thủ toàn diện. Có rất nhiều hướng đánh dành cho bên đỏ. Pháo 7 bình 5. Thế và như các bạn thấy là trong tình huống bên này là bên đen là không, cảm giác là không có một cái điểm nào của bên đỏ hở để bên đen có thể tấn công vào. Các bạn đang xem trận đấu thuộc vòng 1/8 giữa kỳ thủ Nguyễn Khánh Minh đến từ Quảng Bình và kỳ thủ Nguyễn Khoa Huy đến từ thành phố Huế. Giải đấu được tài trợ chính của công ty cổ phần Khóa Việt Tiệp và các nhà tài trợ: công ty trách nhiệm hữu hạn Eni France Việt Nam, công ty Carotech, khách sạn The Ritz Hotel Ninh Bình và khách sạn Nam An thành phố Đà Nẵng. Các trận đấu của Trạng Cờ Đất Việt sẽ được phát sóng trên Today TV vào lúc 15 giờ thứ Bảy và Chủ nhật, 14 giờ thứ Hai hàng tuần, trên VTC3 vào lúc 15 giờ ngày thứ Ba, Tư, Năm, Sáu hàng tuần. Ngoài ra các trận đấu còn được phát lại trên kênh YouTube của Sông Mã Ca và diễn đàn Thăng Long Kỳ Đạo. Kính mời quý vị khán giả đón xem. Để chống lại cái nước cờ mà bên đỏ đưa pháo vào đầu là bên đen đã quyết định đi pháo 2 thoái 5. Nếu như đỏ pháo 7 bình 5 thì bên đen sẽ pháo 2 bình 5 để giải quyết cái giảm áp lực. Đấu pháo để giảm áp lực. Đỏ có thể đi xe 9 bình 6. Như vậy theo quan điểm của tôi là trong cái tình thế mà ưu thế rõ rệt như thế này thì thực ta ra là chưa có cái mối nguy hiểm gì đối với bên đỏ cả. Nhưng mà bên đỏ đã thực hiện một nước tượng 7 tấn 5 và đảm bảo thế trận chắc chắn và sự cẩn thận trong cái hình cờ. Xe 9 bình 6. Nếu như trong trường hợp mà bên đen đi xe 7 bình 4 cô bộ xe ngựa của bên đỏ thì bên đỏ có thể đi là bình 7 tấn 1 và nước sau đi pháo 8 bình 6 bắt xe. Thời gian trò chơi bơi xanh chỉ còn 8 phút thôi, rất là khó. Xanh có thể đi pháo 2 bình 6, sau đó lên xị 6 tấn 5. Nhưng nếu như pháo 2 bình 6 sau đó xị 6 tấn 5 thì bên đỏ cũng có thể đi pháo 8 tấn 7, thì cái cánh bên này bên đỏ đưa nốt con pháo xuống cánh bên này cũng rất nguy hiểm. Con tôi nghĩ là anh Cường phân tích rất là đúng, con pháo 2 cần để đấy để phòng thủ đường pháo đâm xuống người bên đỏ. Hầu như tất cả các vị trí quan trọng bên đỏ đều nắm được hết. Lộ xe 46 của bên đỏ đứng này, mã lộ 6 này, hai con pháo ở vị trí có thể đưa vào đầu rất là đẹp của bên đỏ. Có cảm giác như là chiến thắng nó chỉ là vấn đề thời gian cho bên đỏ. Đến đây bên đỏ có thể đi top 7 tấn 1 và bên đỏ quyết định ăn tượng ngay. Nếu như mà bên đen trong trường hợp này mới đi tượng 3 tấn 5 thì bên đỏ có thể đưa pháo 7 bình 5 vào chiếu tướng, vì lúc đó thì bên đen không thể đưa được pháo 2 bình 5 vào đấu, tại vì nếu đưa pháo 2 bình 5 vào đấu thì bên đỏ sẽ pháo 8 tấn 4. Nước cờ tấn công khá hay của bên đỏ, anh Nguyễn Khánh Minh. Rồi tôi hình dung ra nước tốt 7 tấn 1. Trong trường hợp nếu mà tượng 5 tấn 3 thì có thể đóng pháo trống. thì cũng là một hướng đánh, nhưng mà có thể là nói là hơi chậm một chút. Và nước cờ này thì nước cờ tấn công khá hay của bên đỏ. Bây giờ đi pháo 7 bình 5 thì tôi cũng chưa được hình dung được nước đỡ chính xác của bên xanh. Nếu đi đỏ đi pháo 7 bình 5 thì có thể là xanh buộc phải đi C4 tấn 5. Thì đỏ sẽ đi pháo 5 thoái 1 và chuẩn bị là đưa con xe 4 bình 6 sang để trùng tam xa tấn công một cái cánh trái yếu của bên đi họ. Đấy cũng là một phương án gai, có thể thọc xe xuống tiểu, thọc xe 6 xuống tiểu. Thì tôi nghĩ là khó khăn. Bắt đôi cây. Đương nhiên khi thọc xe 6 xuống kiểu thì bên xanh vẫn còn nước pháo 6 thoái 1. Tuy nhiên là đến đấy thì phương án có thể là đổi 1-2 rất là mạnh. 1-3 rất là mạnh. Các bạn đang xem trận đấu thuộc vòng 1/8 của vòng chung kết cục miền Trung giải đấu Trạng Cờ Đất Việt năm 2015 giữa hai kỳ thủ Nguyễn Khánh Minh, Quảng Bình và Nguyễn Khoa Huy, Huế. Trận đấu được sự điều hành của trọng tài Nguyễn Đình Hoàng, diễn ra tại khách sạn Nam An, đường Trường Sa, thành phố Đà Nẵng. Các trận đấu trong khuôn khổ giải đấu Trạng Cờ Đất Việt 2015 được tài trợ chính của công ty cổ phần Khóa Việt Tiệp, các nhà tài trợ công ty trách nhiệm hữu hạn Eni France Việt Nam, công ty Carotech, khách sạn The Ritz Hotel Ninh Bình và khách sạn Nam An, thành phố Đà Nẵng. Các trận đấu của Trạng Cờ Đất Việt sẽ được phát sóng trên Today TV vào lúc 15 giờ thứ Bảy và Chủ nhật, 14 giờ thứ Hai hàng tuần, trên VTC3 vào lúc 15 giờ ngày thứ Ba, Tư, Năm, Sáu hàng tuần. Ngoài ra các trận đấu còn được phát lại trên kênh YouTube của Sông Mã Ca và diễn đàn Thăng Long Kỳ Đạo. Kính mời quý vị khán giả đón xem. Anh Nguyễn Khánh Minh đi pháo 8 bình 5. Như trong trường hợp này bên đen đi pháo 2 bình 5 thì đỏ sẽ đi xe 4 bình 6. Bên đen có thể đi là mã 1 tấn 3 giữ sĩ, thì bên đỏ có thể đi là pháo 7 bình 8. Dọa đâm chiếu sát cục. Dọa đâm chiếu sát cục. Nếu như bên đỏ đen mà ăn pháo đầu, pháo 5 tấn 3 lên pháo đầu thì sẽ là pháo 8 tấn 3. Rất khó khăn. Giờ nếu như xe 4 bình 6 thì rất khó đỡ. Đấy, trong trường hợp này đỏ cũng có thể đi pháo 7 bình 5 đấu pháo. Tôi nghĩ là chưa thể chuyển xe sang được. Chuyển xe sang sẽ nhảy mã lên. Sau đó nếu chuyển sang 8 bình 3 thì quật pháo lên. Đâm chiều vẫn còn nước về tượng. Chưa thể ăn xe xuống xít ngay, ở mã 3 vẫn quản lý cái con sĩ đó. Thì như tôi đã trao đổi trước thì anh Nguyễn Khánh Minh đi khai cuộc và chung cuộc tương đối là hay, nhưng khâu dứt điểm thì đúng thực sự là không phải là không hay, mà là anh Nguyễn Khánh Minh cần phải nâng cấp thêm cái khâu dứt điểm của mình, phải nâng cao thêm nếu như muốn tranh đoạt sòng phẳng là những các kỳ thủ lão luyện tại các giải quốc gia. Cái trường hợp này mà nói thật sự là nếu mà để những danh thủ như Tôn Nhật Tân, Trần Văn Ninh hoặc là Trần Nha Sáng hay lại Lưới Huynh thì chắc chắn sẽ là phá bởi Việt Nam và kết thúc ngay. Vậy là như các bạn nhận thấy là sau một loạt nước đi từ sai lầm nước pháo 8 bình 5 của bên đỏ thì ra một hình cờ cảm giác như là bên xanh đã đỡ được trôi qua mối nguy hiểm. Tất nhiên nguy hiểm vẫn còn tồn tại, nhưng mà nguy hiểm lớn nhất thì đã trôi qua. Vậy trong như tình thế như thế này thì buộc coi như bên đỏ phải chuyển pháo qua lộ 8 để dọa đâm xuống. Chứ nếu như mà đổi pháo thì là bên đen hơn cây, và cái cánh bên phải của bên đỏ đang yếu và khả năng chiến thắng của bên đen lại rất là cao. Xe 6 tấn 1 không thể ăn mã lên. Ăn mã lên lập tức chém sĩ. Đỏ vẫn còn về lâu về dài vẫn còn phục nước tướng 5 bình 6. Cái hướng đánh là sẽ là pháo 8 lại bình lại 5 và tướng 5 bình 6. Sau khi mà dạy, nhưng mà tuy nhiên phải giải quyết triệt để con mã 3 mang tính chất hành phòng thủ để đã. Đen có thể đi xe 7 tấn 3. Vâng, chính xác, xe 7 tấn 3. Tôi nghĩ là sẽ, nếu mà không có gì bất ngờ sớm xảy ra thì xanh vẫn phải thua. Rót tướng. Thời gian, lưu ý thời gian bên đỏ chỉ còn 2 phút 25 giây. Nhưng bên xanh còn nguy hiểm hơn, 1 phút 24 giây. Nhưng mà thực sự là anh Nguyễn Khánh Minh tự làm khó chính mình khi đi nhầm nước pháo. Đỏ có thể đi xe 6 bình 3. Quá mắt tượng, đe dọa là chém mã vào ngũ. Vâng, triệt tiêu con mã, sau đó đánh xe lệch. Ý đồ rõ ràng của bên đỏ. Giờ có thể đi xe 8 bình 3. Xe 1 tấn 3 chiếu trước, giờ đi xe 8 bình 3. Vâng, chính xác. Rất khó, chỉ còn mấy chục giây cho hai bên thôi. Bây giờ có thể đi xe 3 tấn 2. Xe 3 tấn 2 hoặc chém vỡ sĩ đi gì cơ được. Rất khó rồi, hai xe quần tướng pháo sĩ. Hiện thời hai xe của bên xanh đang bị mắc, chưa thể về phòng thủ ngay. Đang sát cục, xanh đang sát cục. Xuất tướng, rất tỉnh táo. Khó rồi. Xe 5 thoái 1. Không thể ăn pháo sẽ bị vỗ xe chiếu rồi lại chạy xe vào ngũ. Rất dễ hòa. Đã ăn pháo. Nước cờ sai lầm của anh Huy. Xin chúc mừng anh Nguyễn Khánh Minh, xin thay mặt ban bình luận chuyên môn xin cảm ơn quý vị khán giả.